Rồi, trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Bây giờ đi bắt con một cặp thái đen dòng mồi ha. Chim này chốt cho anh trai ở Bình Chánh này ha. Quá sung luôn. Rồi. Bây giờ bắt một cặp thái đen cùng mồi để gửi cho anh trai ở Thuận An. Rồi. Cái cặp nào nó cũng ok hết rồi. Này, anh em coi nó trạng nó như nhau hết rồi. Thấy cặp xanh xanh lợt, xanh lợt thấy bự con hơn chút với cái ra cườm ha. Rồi, phải dùng cái vật thần thánh này bắt mới lẹ được lợt nha. Cứ từ từ, vội vàng là gì đâu. Ok, mình cũng đã ăn uống mạnh rồi ha, chân cẳng ok nè, đủ ngón đủ móng, móng thẳng ha. Rồi đây, bữa thì anh cũng bắt một cặp malai rồi ship tới nhà anh rồi, nhưng mà bữa đó xe ôm đi ha, bây giờ cũng xe ôm đi thôi, tại vì công việc em huấn luyện đây thì cũng hơi bận nên không đi được ha. Chân cẳng ok nha, nhiều khi vội vội quá này không coi kỹ thì nó hay bị mất móng, rồi mình thấy chân nó cẳng nó đủ nhưng mà nó xui rủi, cái đó thật sự là mình bất cẩn hay mình lỗi mình hết ha. Xong ha. Rồi nãy lúc trưa cũng có anh Dũng, anh ở Hội Nghĩa Bắc Tân Nguyên luôn, Hội Nghĩa Tân Nguyên chứ. Trước anh Tết anh có mua mấy con, sau anh mua được trống bông đó, trống bông đẹp. Cái bữa nay về được thùng này nữa thì bữa nay được 2 đơn ha, hôm qua được 3 đơn. Rồi. Còn có đơn này thì cũng chốt rồi nè. Chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Anh em xem cho em xin đăng ký kênh nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo. Bye bye.